Trong không gian yên bình của khu rừng nhiệt đới, một con báo hoa đang lẻn qua những bụi cây dọc theo bờ sông. Ánh mắt của nó dò xét mọi ngóc ngách, tìm kiếm con mồi hoặc nguy hiểm tiềm ẩn. Bỗng nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Một con cá sấu khổng lồ từ dưới nước phóng lên, hàm răng sắc nhọn của nó cắm chặt vào cổ con báo hoa. Trong tích tắc, cuộc chiến giữa kẻ săn mồi và con mồi bắt đầu. Con báo hoa vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cá sấu. Nhưng sức mạnh của cá sấu quá lớn, nó kéo con báo xuống dòng nước mạnh mẽ. Dòng sông bỗng chốc trở nên hỗn loạn với những vòng xoáy nước bắn tung tóe. Cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Và rồi, mọi thứ trở lại yên bình. Dòng sông tiếp tục chảy, như thể không có gì xảy ra. Nhưng đối với con báo hoa, đó là phút cuối cùng của cuộc đời nó trong thế giới hoang dã này. Cá sấu chiến thắng và cuộc sống tiếp tục theo đúng quy luật tàn nhẫn của tự nhiên.